hậu cần và giao thông vận tải luôn là một trong những thách thức độc nhất mà các máy bay chiến đấu phải đối mặt qua các thời đại. Thời đại hiện tại đã tiết lộ những khả năng vô song có thể thực hiện được thông qua các kỹ nghệ tân tiến. Theo nguồn tin từ NBC, Advanced Tactics Incorporated, một mối quan tâm tập trung vào các kỹ nghệ được thành lập vào năm 2007, một công ty kỹ thuật hàng không vũ trụ có trụ sở tại El Segundo, California, chuyên phát triển các kỹ nghệ xe quân sự và dân dụng thế hệ tiếp theo. Hy vọng dự án đủ làm nổi bật để bảo đảm một thỏa thuận hợp đồng mới từ Bộ Quốc phòng. Video chỉ ra rằng nó được thiết kế để bay với vận tốc lên tới 150 dặm một giờ trong không gian và hướng dẫn bởi một phi công hoặc tự động. Một nghiên cứu gần đây của chính phủ Hoa Kỳ về các chi tiết cụ thể của sơ tán y tế đã cung cấp chi tiết về các ứng dụng có thể có của Black Knight Transformer có tên từ một bộ phim Michael Bay và vẽ bề ngoài của một container vận chuyển có bánh xe và cánh quạt nhưng cách thức hoạt động của nó thật sự rất tuyệt là một chiếc xe thiết giáp có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng một khái niệm độc đáo trong chiến trường là phương tiện biến đổi có thể hoạt động trên mặt đất và trên không có thể bay và cũng có thể lái xe trên đường để cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ một giải pháp tất cả trong vấn đề vận chuyển hàng hóa, thực hiện sơ tán thương vong đến từ các khu vực khó tiếp cận, có thể di chuyển trên đường bộ và bay tiếp tế hàng hóa. nên tán vận chuyển luôn là một trong những thách thức độc đáo đối với các nhà hoạch định chiến tranh trong thời đại hiện đại. Black Knight là phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đầu tiên trên thế giới. Khái niệm về Black Knight khá đơn giản là phương tiện di chuyển giống như máy bay trực thăng và chiếc xe thiết giáp. Nó có thể không đặc biệt đồ sộ, nhưng sự kết hợp xe thiết giáp và máy bay trực thăng Black Knight đã tự bay trên không trung. Khả năng này cung cấp cho nó một loạt các nhiệm vụ mới mà trước đây không thể thực hiện được. Black Knight ban đầu được thiết kế cho quân đội và sau đó được nêu ra cho dự án cơ quan nghiên cứu quốc phòng tân tiến nhằm tạo ra các phương tiện biến hình có thể hoạt động cả trên mặt đất và trên không. Nguyên mẫu ban đầu với giá là 2 triệu Mỹ kim với tiêu chuẩn quân sự. Để đạt được chuyến bay trực thăng và chuyển tiếp, 8 động cơ điều khiển bằng piston được lắp vào trong một mạng lưới thanh chống dọc theo hai bên thân tàu, 4 động cơ cho một bên, mỗi động cơ lái một cánh quạt. Sự kết hợp này mang lại cho chiếc xe với sự nâng hạ cần thiết và di chuyển bay về phía trước như thể một chiếc trực thăng khi hạ cánh bốn bánh được dùng để di chuyển trên đường sức mạnh trong quá trình di chuyển trên mặt đất là nhờ một động cơ chuyên dụng của Volkswagen các cánh tay hỗ trợ các động cơ nhiều cánh quạt sau đó được giấu dọc theo hai bên thân xe để giúp hạn chế chiều rộng của nó thân máy bay hình dạng chữ nhật được xem như khoang chứa hàng chiếm phần lớn không gian bên trong tầm nhìn cho phi công được hỗ trợ bởi các thiết kế nhiều khung nhìn bao gồm cả khu vực buồng lái. Chiếc xe trưng bày có tổng trọng lượng là 4.400 pounds và khả năng giữ hàng của nó được dự định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay thì Black Knight là một chiếc xe thử nghiệm và đã hoàn thành các chuyến bay. Chuyến bay ban đầu của nó được ghi nhận vào tháng 3 năm 2014. Đây là nguyên mẫu được kiểm soát bởi bộ điều khiển trên mặt đất. Phiên bản 2.200 pounds được gọi là Mini Knight được bay vào đầu tháng 6 năm 2012. Các động cơ được theo dõi và kiểm soát bởi hệ thống điều khiển kỹ thuật số áp dụng các thay đổi phù hợp cho các máy phát hiện trong suốt chuyến bay. Sự phát hiện đã được tiến hành từ năm 2010 và hiện được hỗ trợ bởi Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu của Không quân Hoa Kỳ, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ nghệ Tân tiến của Hoa Kỳ và Phòng Thí nghiệm Tác chiến Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đều có một mối quan tâm đặc biệt về khái niệm chiến trường độc đáo như vậy. Ở dạng hiện tại, Black Knight Transformer đại diện cho một cái gì đó gần giống như khái niệm về chiếc xe thiết giáp biết bay, một phiên bản hoàn thiện sẽ trở nên quân sự hóa hơn, rất có thể thể hiện kích thước và khả năng thực hiện mở rộng, có lẽ xuất hiện nhiều hơn như một chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự, với 8 động cơ nâng và bánh xe đường trường hạng nặng. Các thông số kỹ thuật được liệt kê cho Black Knight theo tài liệu chiến thuật nâng cao bao gồm chiều dài là 31 feet, chiều rộng 19 feet và chiều cao là 8 feet. Với cánh tay được xếp gọn, chiều dài của nó giảm xuống còn 25 feet, trong khi chiều rộng giảm xuống còn 8.5 feet, với tốc độ lái xe tối đa là 70 dặm một giờ. Sự phát triển vẫn còn khá sớm đối với chiếc xe vận tải biết bay, và công ty cho biết rằng video này cho thấy lần đầu tiên lái xe và bay ở nơi công cộng. Ngay cả ở giai đoạn thô sơ này, máy bay không người lái có thể thực hiện chuyến bay lượng điều khiển bằng máy tính. Video cho thấy rằng nó cũng có thể được điều khiển từ xa hoặc từ bên trong. Nếu Black Knight có thể thực hiện theo lời giới thiệu, thì nó có thể cứu được mạng sống. Một nghiên cứu gần đây của chính phủ Hoa Kỳ về các chi tiết cụ thể về việc di tản y tế đã cung cấp thêm nhiều chi tiết về các ứng dụng có thể có của Black Knight.